Bộ trưởng quân lực Pháp Sebastian Lecornu gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính và hội đàm với người tương nhiệm Phan Văn Giang bàn về hợp tác quân sự Pháp Việt và chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Emmanuel Macron tới Việt Nam, truyền thông nhà nước đưa tin. Ông Le đang thăm Việt Nam để dự lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ hôm 7 tháng 5 tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Tiếp Bộ trưởng Pháp hôm 6 tháng 5, Thủ tướng Việt Nam đã chuyển lời mời của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tới Tổng thống Emmanuel Macron và lời mời của bản thân ông tới Thủ tướng Gabriel Attal để mời hai nhà lãnh đạo này sang thăm Việt Nam theo báo chí trong nước ông chính cũng đề nghị phía pháp đẩy mạnh hợp tác trao đổi thông tin đào tạo nhân lực khắc phục hậu quả chiến tranh và kêu gọi pháp giúp việt nam ứng phó biến đổi khí hậu chuyển đổi năng lượng phát triển kinh tế số kinh tế xanh hợp tác nghiên cứu chuyển giao khoa học công nghệ hợp tác khai thác biển và đại dương bền vững cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng cho việt nam về vấn đề biển đông ông Laurent và ông Chính được cho là đã chia sẻ mục tiêu hòa bình, an ninh, ổn định, tự do hàng hải, giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế. Trước đó một ngày, bộ trưởng quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang tiếp đón và hội đàm với ông Laurent. Hai bên đã ký kết ý định thư về tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Pháp vẫn theo truyền thông nhà nước.